chào tất cả các bạn. Nay anh An quay phim mắt của một chị tên là Quỳnh Như ha. Chị ấy điều trị mụn. Thì trước đây chị bị mụn thì cũng nhiều năm rồi, khoảng 10 năm á. Chị Quỳnh Như này sau khi điều trị mụn da sạch rồi á. Tuy nhiên sẹo mà trên 10 năm nó chỉ giảm được độ sâu sẹo được khoảng chừng 30-40% thôi, chứ nó không có hết được đâu. Mình sẽ chị ấy có gửi những cái feedback này, mình mở chi tiết cho các bạn nghe. Chị cho em hỏi, em sử dụng thuốc trị mụn xong rồi bây giờ nó hết mụn, nhưng mà em có hỏi chị hồi kỳ thì chị tư vấn cho em xài cái sữa ông chúa gì đó, thì em tức được 2-3 ngày nay mà sao em thấy mấy cái vết sẹo của nó không có mờ rõ chị, nó cũng còn mấy vết sẹo hoài. Mụn thì có lẽ nó hết rồi nhưng mà sẹo thì vẫn còn. Hiện giờ em cũng có rửa cái bột rửa đó, mới rửa đây hồi kỳ chị tặng cho em cái gói sử dụng thử á. Chị kêu em ngưng xài thuốc trị mụn thì rửa cái đó với lại sức sữa ông chúa, cái hũ kem sữa ông chúa lên để tái tạo lại cái da. Rồi bây giờ em làm sao chị? Em thấy mấy vết sẹo nó cũng còn vậy đó. Giờ chị tư vấn cho em là tiếp tục xài làm sao mà cho nó sẹo nó mờ hẳn đi á. Rửa cái bột thì đó, em thấy rửa rất là sạch. Chung em rất là thích cái bột đó. Mà em tại nhìn lên mặt em thấy cũng còn mấy cái vết sẹo vậy đó. Mọi người ơi, khi mà điều trị á, điều trị sạch mụn rồi á, thì sẹo mà sẹo trên 10 năm á thì chúng ta cũng sẽ không có tái tạo được nhiều đâu. Chúng ta chỉ được cải thiện được một phần nào đó của cái tình trạng sẹo trên da thôi. Cho nên là khi mà các bạn điều trị sạch mụn xong rồi thì chúng ta cố gắng chăm sóc da, dưỡng da và uống collagen thật nhiều vào để giúp những cái nốt sẹo nó được đầy lên nhá. Thì An là feedback của một chị Quỳnh Như rồi, thì An sẽ làm những feedback tiếp theo để chúng ta có những cái feedback tiếp theo nữa nhé. Nên là chúc tất cả mọi người đều có làn da đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.